Quỳnh, mày vào quay tay cho anh cái. Quỳnh, mày vào quay tay cho anh cái. Vãi cả đái. Đây tôi sẽ nhờ bạn Quỳnh quay tay. Quay tay đi em. Bạn nghe thấy chưa? Can ti rồi. Vãi đạn. Êm nhờ. Rất là phấn khích. Đi cơ. Nhà ga mình chưa về nhỏ nè. Hay vãi. Đi đấy. Nghe thích nhờ. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là 28 tháng 1 năm 2019 và cũng là ngày 23 tháng 12 âm lịch cuối cùng của năm 2018. Là ngày táo quân lên trời các bạn ạ. Thì với cái hiện tượng gần đây thì môi trường ô nhiễm, cá chép thì không thể sống nổi. Thì hôm nay chúng tôi Điện Máy Bình Sơn sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy dầu diesel KA60. Các bạn có thể sử dụng chiếc này để cho các ông công ông táo đi lên thiên đình bẩm báo với Ngọc Hoàng tình hình của gia đình trong một năm qua rất là ok luôn. Với những cái ưu điểm vượt trội của chiếc máy này so với những chiếc máy khác. Rồi, KA60, các bạn nghe tên KA60 thì các bạn cũng biết được là động cơ này là động cơ dầu diesel và công suất là 6 HP. Rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi chi tiết chiếc máy này để các bạn có thể về đánh giá xem hình thức của nó đẹp như thế nào. Rồi, trước mắt các bạn đây là chiếc máy xới đất hay còn gọi phay đất. Chiếc này làm ruộng lúa, ruộng nước thì rất là hợp lý luôn, vì là những dòng máy dầu ấy, các bạn có thể thấy thiết kế cầu của nó rất là cao, lốp nó rất là lớn và cái răng phay của nó rất là dài. Các bạn dùng những cái địa hình mà đất cứng hoặc là các bạn muốn xới ruộng nước thì rất là phù hợp luôn. Chiếc máy này thì vừa quay tay và vừa để nổ. Rồi, chúng ta cùng nhau đi chi tiết nhá. Các bạn có thể thấy được phần đầu máy thì là đây là cái đèn pha. Pha còn rất là sáng, còn bóng thì không biết là có bị chột hay không, tôi cũng chưa test. Rất là sáng bạn nha, nếu mà chột bóng thì chúng ta thấy bóng rất đơn giản. Rồi, thiết kế ngay phần đầu thì các bạn có thể thấy được đây là củ đề. Tất nhiên rồi, củ đề Hitachi mà. Tay quay được gắn gọn gàng ở ngay bên hông cốc lọc dầu. Lát nữa chúng ta sẽ lấy cái tay quay này, chúng ta sẽ chọc vào cái lỗ này và chúng ta quay. Đây là cái lỗ mà khiến cho bao nhiêu anh chàng phải quay tay. Đây là cái lỗ thần thánh. Không chọc vào cái lỗ này thì không có nổ được máy đâu. Rồi, đây là start top ga. Cốc lọc dầu. Các bạn có thể thấy chi tiết lốc còn rất là ok. Ốc vàng óng, màu xanh, dương rất là đẹp. Rồi, các bạn có thể thấy là cầu rất là cao. Lốp quá to, to bả. Hộp số nhìn rất là trâu bò. Lọc gió. Rồi, két nước. Con này khởi động đè luôn các bạn nhá. Rồi, các bạn có thể thấy được nó có dẫn động ra cái cầu sau, phay sau. Các bạn có thể thấy dàn phay, chúng tôi sẽ quay dưới gần mỗi răng dài vãi các bạn ạ. Răng rất là mau và dài. Hiệu Isuki, màu xanh rất là đẹp. Chiếc này còn rất là mới các bạn nhá. Đây là phần tay lái. Hộp số. Đây là cửa số này các bạn này. Cái dầu chạy thì siêu phê rồi. Tiếng của nó rất là phấn khích. Phấn khích hơn những cái dòng máy xăng. Đầu dầu rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết cái đầu dầu này. Đầu dầu này chứ là đầu dầu Zanma NFA D6 các bạn nhá. D6 luôn. Dầu này không dung tích là 0.309 lít. Nhỏ hơn trước đầu hôm qua chúng tôi quay cho các bạn. Trước đầu hôm qua là 402 là 7.5. Trước này là 309 là 6.5. Dàn ma. Máy rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tôi quay rất là chi tiết để chúng ta ở xa thì các bạn có thể
mua hàng của Điện Máy Bình Sơn mà hoàn toàn yên tâm. Chiếc máy của mình nhận được, chúng tôi quay rất là kỹ. Các bạn đến xem thì nó cũng chỉ như thế này thôi. Quay rất là kỹ rồi các bạn. Xấu xa là tôi cũng quay hết ra. Đẹp thì tất nhiên tôi cũng phải quay rồi. Kỹ, tôi quay rất kỹ cho các bạn xem từng chi tiết luôn. Rất là đẹp các bạn. Trục lục giác luôn. Nếu các bạn sử dụng cái này để cày ruộng nước thì các bạn phải thay bộ bánh lồng các bạn nhá. Rồi sau đây chúng tôi sẽ khởi động thử các bạn nghe tiếng của cái động cơ 6 này nghe như nào, rất là phấn khích. Bạn nghe tiếng chưa? Can ti rồi. Vãi đạn. Êm chưa? Mặt rất là phấn khích. Nhà ga mình chưa về nhỏ nào. Hay vãi. Nghe thích nhở? Nghe anti thích nhở? Êm nhở? Êm hơn con 6 hôm trước. Ga xuống. Ôi thanh niên. Ôi 6 số à. À 6 số. Ngang ô tô đông phen luôn. Lùi nào. Số trên là số gì, số trên là lùi à? Mày cứ vào hết cửa số. Tiếng êm vãi các bạn ạ. Đang làm quả đồ rít với tôi các em. Số. Quá khỏe. Cân. Đây là chuyển hướng các bạn nha. Chuyển hướng rất nhẹ nhàng. Bay à? Bay dưới. Bay dưới. Ở chỗ dàn phay ấy. Ở chỗ dàn phay ấy em xem có cái chốt sang không? Ở dưới dàn đấy, ở dưới dàn của nó ấy. Ở trên cờ ấy. Đấy. Để kéo côn về mới chuyển phay. Làm thì vỡ mẹ anh răng đi em.
phay thuận thay phay phay xuôi đó. À? Tắt đi cho anh nhỏ. Ở ra đi. Hết rồi. Anh nhỏ, ta đi. Để gió. Áp. Rồi, nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ điện máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345, hoặc là vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0974457099. Vui lòng like, subscribe kênh YouTube của điện máy Bình Sơn để liên tục cập nhật những video mới nhất. Các bạn nhớ ấn vào nút chuông thông báo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.